ai sẽ là Việt Nam Next Top Model 2022? Vietnam's Next Top Model. Ở tập tiếp theo, các thí sinh sẽ có trải nghiệm thú vị, đó là được thay đổi diện mạo với các kiểu tóc rất ấn tượng bởi các chuyên gia tạo bộ tóc trong nước và quốc tế đến từ Nam Giao. Buổi chụp hình với những người bạn diễn rất thú vị là 50 chú rắn xanh và những chú rắn sữa là một thử thách không hề dễ dàng với các thí sinh. Ai sẽ vượt qua thử thách khó khăn kế tiếp? Ai sẽ là người phải rời khỏi ngôi nhà chung? Hãy đón xem tập tiếp theo phát sóng lúc 20 giờ Chủ nhật ngày 23 tháng 9 trên kênh VTV3. Thông tin chi tiết truy cập website www.vietnamnexttopmodel.com. Vietnam's Next Top Model.